hàng trăm cán bộ ngành giáo dục Hòa Bình bị yêu cầu kiểm điểm. Tất cả cá nhân tham gia hội đồng thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018 của Hòa Bình phải tự kiểm điểm, xác định trách nhiệm của mình trong kỳ thi. Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình mới đây gửi công văn đến các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc yêu cầu chỉ đạo các cá nhân tham gia hội đồng thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018 viết bản tự kiểm điểm, xác định trách nhiệm của mình trong kỳ thi. Các đơn vị phải tổ chức họp kiểm điểm đối với công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý có liên quan đến kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018. Những cá nhân sai phạm được yêu cầu tự nhận hình thức kỷ luật. Toàn bộ bản tự kiểm điểm của cá nhân và biên bản họp kiểm điểm phải gửi về Sở Giáo dục. Phòng tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình cho biết, cá nhân có tên trong danh sách đính kèm quyết định thành lập Hội đồng thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 của Sở đều phải kiểm điểm. Cụ thể, có 109 người tham gia vào các ban, chấm thi 7 người, thư ký 7 người, làm phách 9 người, tổ chấm bài trắc nghiệm 12 người, tổ chấm kiểm tra môn ngữ văn 7 người, chấm bài thi tự luận ngữ văn 45 người, công an, bảo vệ, y tế, phục vụ 22 người. Trong danh sách bị yêu cầu kiểm điểm có Phó Giám đốc Sở Giáo dục Nguyễn Đức Lương với vai trò trưởng ban chấm thi, trưởng và Phó Phòng Khảo thí và Quản lý Chất lượng Giáo dục là Phó Ban chấm thi. Trước ý kiến của một số giáo viên về việc họ không sai phạm trong quá trình tham gia Hội đồng thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018 nhưng vẫn phải viết kiểm điểm, Giám đốc Sở Giáo dục Bùi Trọng Đắc cho biết đây chỉ là công tác bình thường. Các cá nhân giải trình công việc được giao và thực hiện nhiệm vụ trong Hội đồng thi Trung học Phổ thông Quốc gia, ai có khuyết điểm thì nhận, những người còn lại đơn giản là trình bày lại quá trình làm việc, ông Đắc nói và giải thích công văn dựa trên chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh liên quan đến những sai phạm trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Ngày 3 tháng 8, Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án hình sự về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 Bộ Luật Hình sự 2015 để điều tra những sai phạm tại Hội đồng thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 của địa phương này. Chiều cùng ngày, hai cán bộ giáo dục là Nguyễn Khắc Tuấn, chuyên viên phòng khảo thí Sở Giáo dục tỉnh và Đỗ Mạnh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông huyện Lạc Thủy bị khởi tố bắt giam. Trước đó, tỉnh Hòa Bình khiến dư luận nghi ngờ khi có số thí sinh đạt điểm toán từ 9 trở lên là 27, chiếm 4,7% cả nước, xét theo khối thi truyền thống A, A1, B, C, C3, D1. Địa phương này có 22 trên tổng số 324 thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên. Rất đông thí sinh của Hòa Bình, Sơn La và Lạng Sơn, địa phương có nghi vấn gian lận đã có tên trong danh sách trúng tuyển với điểm xét tuyển cao nhất khối trường họ là quân đội, công an. Ngày 20 tháng 8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nghiêm khắc phê bình tỉnh Hòa Bình và các địa phương đã để xảy ra sai phạm trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Ông yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, các tổ chức cá nhân có liên quan và xử lý theo quy định.